kênh Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Mở đầu chương trình, Tài Tử Mỹ Hạnh trình bày một sáng tác của Trần Minh Tuấn, Thương Nhớ Người Dân, theo thể điệu Hoài Thương. Thank you.
Liên tục chương trình, tài tử Hải Ngàn và Thùy Dương song ca bài vọng cổ nhịp 16, Đêm Nguyệt Cầm, viết lời Phạm Ngọc Phú. Chờn vỗ nhất bóng nghe nhiều chặt tiếng tân ngoài viên dân ai đang ngồi đó tâm sự gì mà tiếng đời như thô tục với bài ca Non Sông Thanh Bình sáng tác Quỳnh Khải theo thể điệu Liên Đảo Xuân
do tài tử Phương Hậu trình bày. Sau đây là thể điệu tiểu khúc của tác giả Hoàng Song Diệt, Niềm Khúc Tri Âm do tài tử Thanh Xuân thể hiện. Như trường gia Thank you.
âm như hòa quyện, làm sao đồng tri âm đây lỗi xuống sàn như quán tha tuổi chào tâm can là tiếp theo chương trình, tài tử Trọng Nhân hát bài Tự Tình Bên Dòng Sông, trong lời Hoàng Tấn, theo thể điệu Giang Nam. Trường Giang gần nơi băng vắng
tình. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài ca Vịnh Hạ Long sáng tác Trần Ngọc Thạch theo thể điệu sàn C nhịp 8 cho tài tử Chí Nguyện hát. Non nước quê hoàng Vịnh Hạ Long cảnh thiên nhiên dùng đông bắc khắp năm châu dùng có vô vàng cảnh đẹp cùng phân phẩm bằng non nước Vịnh Hạ Long truyền thuyết một con rồng lớn giáng trần ngoài biển đông tạo nhiều lớp sóng nhận chìm đồi núi mênh mông chỉ còn những đỉnh cao vô lan thành Vịnh Hạ Long cùng với tháng năm trở nên thiên nhiên kỳ tuyệt rung động lòng người chết thành bao ngàn thi ca nước biếc non xanh tác phẩm tuyệt vời của thiên nhiên là đêm dừng chân của thế nhân trên đường du hoàng đi giữa Hạ Long như lạc trong thế giới muôn màng kìa hòn lá trong hòn đầu người cánh bơm lữ với dạng cơ đá voi và phiến thạch đã thân hình sừng sững mấy triệu năm qua
hang động tuyệt vời, có động thiên cung, động tam cung và hang đầu gỗ Hạ Long tường hầm dài hơn hai cây số, cây bao ngỡ ngàng kỳ thú cho khách tham quan. Thiên nhiên kỳ vĩ bao gồm Hạ Long và Bái Tử Long, cắm phá một bên, còn bên kia là đảo Vân Đồn. Đảo Cát Bà ở về phía Tây Nam, địa chất hình thành từ hoa lập địa khai thiên, nước gió bào hình trở thầm bức quả thiên nhiên. Trên dưới hai ngàn vẻ đẹp lung linh kỳ ảo, đứng giữa phong trần mà ngỡ trong cõi thiên tiên. Kìa xa xa Bạch Đằng Giang với bao chiến tích lẫy lừng, ông cha ta đã bao phen đuổi giặc xâm loạn, giữ nguyên cõi bờ ngàn đời non nước Việt Nam. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.